Hello everyone, xin chào các bạn. Hôm nay mình đi vô chợ để mua cái máy thu hình. Mình có cái máy security camera system ở nhà, nhưng mà hôm tuần qua chủ nhật là khi mình reboot mình tắt nó tắt luôn, không có mở lại được, thì giống như nó bị cháy rồi, nó bị hư rồi. Cho nên hôm nay mình vào chợ mình kiếm một bộ khác để về thay. Yes, we need a new system. Samsung is not working anymore. Now we need. Đây là cái chợ, nó kêu là chợ file. Chợ này điện tử nó bán nhiều lắm. Mình chỉ đi, mình quay cái phần nào mình mua thôi, chứ mà cái chợ này đi không có quay hết được. Rồi chuyện Mỹ vô xe là khỏi chạy loạn nữa, lúc đó mình đi chợ mới thoải mái, nếu không thả nó xuống đất là nó chạy tùm lum hết. Thôi buông chiếc cái gì nhà chạy vòng vòng sân chơi biển, cái này chạy biển giống như chiếc xe đua vậy đó. Bây giờ mình đi xuống cái hàng máy thu hình để mình kiếm một bộ thay thế kìa. Trong lúc đang kẹt tiền, cái bộ máy thu hình của mình nó cũng không có hợp tác. Cái đó cái bộ wireless 1080. Mình đi Ồ, cái bộ này là 6 cái nè, bộ này 6 cái nè. Rồi 6 cái. Không, nó còn để chỗ khác nữa. Thì nó cũng sale đó, sale. Còn cái bộ này đặc biệt là em có thể nói chuyện được, em có thể nói chuyện thẳng vô cái máy camera, nói chuyện hai đầu. 8 channel phải không? 8 channel nhưng mà 6 cái camera là được rồi. Mình em lấy cái mấy cái máy camera cũ mình phụng vô. Rồi em không? Rồi vô cái ghế kia màu trắng này, ghế đó màu dơ lắm đó. Cái kẻ này hả? Bị cái kẻ nó ngồi cái sống mình không đụng vô đây đi. Ghế đã bán 142 đô. À, có cái giá bên này để giá. Hỏi như này như nó bán hàng cũ đó. Nó bán hàng là kiểu open box. Mình đi này ngay thứ sáu mà, thông thường thứ bảy chủ nhật mới là đông, thứ sáu nhiều người vẫn còn đi làm mà. Chỉ có mình không có đi làm ngày thứ sáu cho nên mới đi chơi được. Lớn dặn nhỏ gì ngồi cho tiếng Mỹ ở đây luôn đi, cho Mỹ ở đây nghe nhạc đi.
cái đó cũng phải nữa. Người ta bấm vô cái là thấy hình mình chồng. Nếu mà lại bấm chuông là thấy hình, nói chuyện luôn được luôn với người ở bên ngoài. Ví dụ mình không có nhà, người ta lại tự bấm chuông mình có thể mở cái điện thoại mình lên nói chuyện với người ta. Nè, kỹ thuật cao á thì giá tiền cũng cao. Bên kia cái đèn mà có quay hình. Cái đèn cũng to lắm, cái đó máng nó bên ngoài. Lúc mà ban đêm á mình đi ngang á, cái đèn nó không có cháy, nhưng mà đi ngang cái đèn nó sẽ cháy lên. Lúc nó cháy lên là nó sẽ thu hoạch luôn. Thôi mình dẫn các bạn ra đi xem điện tử chơi cho vui, chứ mình đi dạo dạo em thì không có mua hình. Mình chỉ đi vô kiếm cái bộ máy thu hình để mình thay cho bộ nhà. Bộ nhà mình nó nghỉ làm việc rồi, mình không mua lại cái bộ mới. Bây giờ mình bắt đầu khui thùng cái bộ camera mình mới mua về để mình đi gắn vô cái thay cho cái bộ cũ nó bị hư rồi, mình khui ra để coi nó có đủ đồ không, thì nó có bị gãy bị hư gì hay không. Thỉnh thoảng mình cũng bị. Vô từng tầng như thế này, giống như là cái wali, nó có ba tầng như thế này. Cái thùng này thì nó chỉ để dây điện để mình câu máy, nhưng mà mình cái bộ máy cũ mình có dây rồi, nó cũng tương tự như cái loại dây này. Cho nên mình chỉ cần thay cái máy quay phim là khỏi cần thay gì. Còn đây là cái đầu thau. Cái này là cái đầu để thau máy, nó thau phim như trong này. Ở trong này nó có cái đầu máy này là 2 terabyte đủ lắm. Thì nó thâu hết thì nó tự động nó thâu lại, cứ thâu dòng xây dòng. Đây là cái máy quay phim của nó. Thì trong thùng này có 6 cái. Bây giờ mình bắt đầu mình đi thay cho mấy cái bộ cũ, mình gỡ cái cũ xuống rồi mình gắn cái này vô thôi. Thank you.
Sau 4 tiếng đồng hồ lắp ráp thì mình đã lắp ráp hoàn tất cái bộ thu hình. Mình gắn chung quanh nhà để mình ngồi trong nhà mình có thể nhìn thấy chung quanh nếu có ai vào khu vực đất của mình, thí dụ vậy. Mà thông thường là mình có hai đứa con của mình nó chơi ở phía sau á. Nếu mà có camera vậy thì mình dễ theo dõi, dễ canh chừng mấy đứa nhỏ hơn. Mình xin dừng video của mình tại đây. Chủ đề video của mình nói về lối sinh hoạt và thú vui của gia đình. Hẹn gặp lại các bạn ở video kế tiếp của mình. Xin chào các bạn.